Đây mọi người, hôm nay đi đến chỗ chợ Bà Hoa ghé cái quầy bánh mì da heo quay giòn. Cái này là băm sẵn luôn rồi hả chị hả? Ừ. Ăn ớt không? Dạ không. Bao nhiêu tiền một ổ vậy chị? 15.000 một ổ. 15.000. 2 ổ 30.000. Cái này có bán từng miếng không hay là bán sẵn như vậy luôn bán, rồi chị? Bán từng miếng là một lạng heo quay 25.000. Dạ. Da 30.000 đồng một lạng. Da 30.000 một lạng. Chị bằng không có chuyên nghiệp đâu. Chị có cái anh kia anh làm cái chuyên nghiệp. Nó giòn rụm luôn á mọi người. Nó giòn rụm. Nó giòn tay. Cái này là cái da heo mình quay riêng hay là mình quay chung rồi mình lọc ra vậy chị? Da quay riêng em. Thịt quay riêng. Da nó quay lông thịt. Da nó 6-7 tiếng hồ mới được miếng. Ồ, quay 6-7 tiếng mới được miếng hả? Ừ. Quay là ngon nhất là cái da heo á. Mình bán từ mấy giờ vậy chị? Bán từ 4 giờ sáng tới 1 giờ, chiều 3 giờ, bán chả dứt tới 7 giờ. Bữa nào hết sớm thì sớm. Gần như là bán nguyên ngày luôn, nghỉ có chút xíu buổi trưa ha. Hai ổ của em bao nhiêu chị? 30.000. Cái đó là xả xíu rồi chị hả? Ừ. Heo quay miếng mà đây. Đây. Dạ không chị? Dạ em biết rồi, ăn ớt cho em không? Không. Dạ 15 chú ơi. Cái này là giờ nào là khách đông nhất chị? Tùm lum giờ em ơi. À. Vô ào ào chục hai chục có lúc thì phải quay cái này chị, cái này là da mà vừa có thịt nè hả chị hả? Cái này không ạ. 168 170 170 với 25. Giòn rùm luôn ha. Cái gì cũng giòn. Không, nó đã khô nè, nó chắc.
cho quay này ngon này. Lát nào lát nấy đều ro luôn. Lò bánh mì heo quay này ở địa chỉ là 97 Tân Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình. Bữa nào mà chị, cái này là mình quay miếng chứ đâu phải quay nguyên con là chị ha, thấy cái miếng thịt này á. Dạ. Nguyên con có ai dặn mới làm đi. Dạ. Không quay. Mình làm heo tươi, còn dạ. Mấy chỗ kia làm heo đông lạnh thì nó quay sẵn. Dạ. Xin chào mọi người nha. Hôm nay là sáng nay Vi ăn sáng thì món thích nhất của Vi đó là bánh mì. Thì hôm nay Vi tìm được một cái quán bánh mì đó là bánh mì heo quay. Nhưng mà thường thường mọi người ăn heo quay á thì cũng thích cái phần da giòn ở bên ngoài đó mọi người. Mà hôm nay Vi tìm được một cái quán bánh mì đó là có cái phần mà da giòn của heo quay luôn á. Quán này là làm cái tiệm bánh mì này là hả cái phần da làm nó giòn lên rồi bán cho mọi người luôn. Đây cái ổ bánh mì nãy Vi mua nè mọi người. Rất là nhiều cái phần da là rất là giòn. Quán sẽ bầm nhuyễn ra bỏ vô đây để mình ăn. Thì có bán nguyên phần miếng bự đó mọi người. Nãy vì có quay lại cho mọi người xem đó. Cái phần da nó giòn giòn thấy luôn. Rồi bên trong có phần nước sốt nữa. Bây giờ Vi ăn thử nha. Mọi người thấy nhiều rau không? Nhiều rau, nhiều da heo. Tại vì ăn cũng vừa phải thôi, cho nên mình không có kêu thêm da heo nha. Nếu mà kêu nhiều quá là ngán lắm mọi người. Đi ăn thử. Phần da heo gần gụm luôn mọi người. Cái bánh mì á thì các bạn đi hơi trưa một chút thì nó hơi không có nóng chút thôi, nhưng mà quán thì buổi sáng sẽ nóng rồi đó. Ở đây có bán da heo miếng nữa mọi người, rất là giòn, nhìn nè chặt nha, rụm rụm luôn. Bánh mì ở bên ngoài thì hơi giòn giòn, ở trong da heo cũng giòn, cái phần nước sốt quá hả ngọt ngọt, có nhiều rau nữa, ăn rất là ngon. Quán là ở cái tiệm bánh mì này là ở địa chỉ là số 95 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình nha mọi người. Nó gần ở cái chợ Bà Hoa mọi người, cái chợ mà bán đồ miền Trung rất là nhiều luôn. Thì mọi người đến đây buổi sáng sẽ mua bánh mì ăn thử nha. Nếu mà ai thích ăn thêm da heo thì mình có thể mua thêm, tại vì bán rất là nhiều. Ở đây hình như là Vi thấy khách rất là chuộng cái phần bánh mì da heo giòn này á mọi người. Bây giờ Vi thưởng thức ổ bánh mì này đây thôi, để thôi nó nguội á. Thì nếu mà mọi người thích ăn, muốn tìm một cái tiệm bánh mì mà có da heo giòn như thế này thì ghé quán nha mọi người. Bây giờ Vi ăn đây, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở một video tiếp theo.